Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft rồng sinh tồn. Và sau chuyến khám phá vừa rồi thì mình có dư ra hai cái trái tim nè. Và coi coi với hai trái tim rồng Elder này thì mình sẽ tăng được bao nhiêu tuổi đây. Thử nào. Một trái. Trái tim này có vẻ tăng nhiều tuổi hơn này. Một trái tim Elder như vậy thì sẽ cho mình 2 tuổi nha. Vậy thì chắc mình phải chăm chỉ chiến đấu với những cái tên quái vật mạnh mới được, để mình kiếm những cái trái tim Elder đó nha. Hợp lý phết. Và vừa rồi thì mình chiến đấu khá nhiều nên là bộ giáp của mình nó đã hơi bị nặng luôn á. Mà sửa lại thì tốn kinh nghiệm. Sao tiếc vậy ta. Làm rồng thì rất là quan trọng cái kinh nghiệm luôn. Kinh nghiệm càng cao thì mình sẽ càng mạnh, nên là mình sẽ tạm thời mặc tiếp cái giáp hơi rách này một tí đi. Chịu khổ một thời gian, rồi khi nào mà mình cày đủ cấp á, rồi có được một cái máy farm kinh nghiệm chẳng hạn, thì mình sẽ dùng kinh nghiệm nó thoải mái hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ làm một vài cái cọng dây buộc để mình đi bắt những cái cừu bò về. Ui, mình chỉ làm được có một cọng thôi ta. Sau khi có dây rồi thì bây giờ mình sẽ trở lại cái chỗ mà mình phát hiện cừu ấy. Mình qua đó mình dắt cừu về thôi. Dạ, vậy là sắp tới mình có thể nuôi cừu được rồi đó nha. Hơi bị đã luôn. Trên đường đi thì mình chợt nhớ ra là ở cánh rừng có cừu á, cũng có cái loài rồng tí hon, và thức ăn yêu thích của loài rồng đó có vẻ là những cái quả mọng ngọt này nè. Đây đây, thế nên là mình sẽ tranh thủ luôn. Mình ghé qua đây một xíu, mình hái vài quả mọng ngọt tí, mình có gì mình thuần phục rồng đó. Còn bây giờ thì đi tìm cừu thôi. Cừu không biết chạy đi đâu rồi. Hôm qua có một cái nhóc cừu mình đặt cái rương lên lưng rồi đấy. Ồ, phải đây không? Ồ, cừu đây, một nhóc cừu. Đừng chạy nhóc ơi. Cừu đây nhát lắm luôn. Ê, phải đi chậm chậm như vậy nè. Ê, đằng xa còn có cái nhóc rồng tí hon nữa. Được quá ta. Đợi xíu mình dí cừu đã. Chạy đi đâu hả cừu? Cừu chạy đi đâu? Dịnh cừu được rồi. Chết cưng với anh. Rồi, đi theo anh. Ơ, không ổn. Chưa. Để mình đào một cái hố đây trước đã. Mình cho cừu xuống dưới đi, rồi mình đi bắt rồng sao. Rồi, cừu xuống dưới đi nha. Mình qua đây mình bắt rồng cái đó. À không, đi thuần phục rồng chứ nhầm. Đây, mình có đồ ăn rồi. Giờ thì chỉ cần đi nhẹ nhẹ lại rồng thôi. Ủa, mới thấy đây mà ta. Chạy đâu mất tiêu rồi. Ơi, có nào lọt dưới không rồi? Chắc không đâu. Rồng sẽ không có bất cẩn tới vậy đâu. Ở đây. Nguyên một đàn ngủ đây nè. Mình sẽ thử thuần phục. Ui, ngủ ơi. Ồ, ngủ say sưa luôn. Rồi, vậy là không thích mọng ngọt rồi. Vậy phải tìm thức ăn yêu thích khác thôi. Chắc phải đi tìm gà ấy, tại vì gà sẽ đẻ trứng và mình sẽ thử dùng trứng để thuần phục cái loài rồng đó. Ồ, man. Vậy là kế hoạch thuần phục rồng tí hon đó thất bại rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ trở lại với cái việc là đi dắt cừu về nhà. Mình sẽ tìm thêm một cái nhóc cừu nữa. Đâu đó quanh đây thôi. Ê, con dơm ba này, đi chỗ khác mình chơi. Đây đúng không? Ồ, chính xác, đây là chú cừu mà hôm qua mình gắn cái yên vào nè. Ủa, cái rương vào nè. Chạy hả cưng, đâu có dễ. Rồi, giờ thì trở lại đằng kia và dắt nốt hai chú cừu này về thôi. Tạm thời thì mình sẽ buộc hai nhóc cừu này ở trước nhà đi. Rồi mình sẽ chạy ra phía sau. Mình gặt ít lúa, xong đem cho cừu ăn nè. Để xem coi cừu có sinh sản được hay không ha. Ồ, mình vẫn có thể nhân giống cừu hay sao á. Ủa, rồi cừu con đâu? Ủa, what the heck? Ơ, cừu con đâu? Ủa, mình thấy bắn tim đùng đùng rồi mà. Lạ vậy. Ôi, đằng kia con zombie định làm gì cừu mình cơ? À, ngươi tính sách hàng nóng lại đánh cừu của mình hả? Đi chỗ khác mà chơi. Đây nữa. Đi chỗ khác chơi nha. Nguy hiểm thiệt. Thôi chắc đi ngủ thôi. Ồ, nhưng mà có vẻ mình không có giúp cừu đẻ con được rồi. Ơ, kỳ thế nhờ. Rõ ràng mình thấy hiện tim mà, còn làm được cái thành tựu con vẹt và con dơi nữa nè. Kỳ lạ thiệt. Vậy là chắc cừu này chỉ nuôi để làm cảnh rồi, không nuôi để lấy thịt rồi. Ok. Nhưng mà ít ra trước mắt thì mình cũng đã có cừu để chăn nuôi về sau rồi. Giờ thì mình sẽ làm công việc quan trọng hơn đối với mình. Đó chính là đi trao đổi. Mình sẽ dùng toàn bộ số vàng của mình đổi ra những cái phôi, rồi mang xuống địa ngục để mình trao đổi với những cái thanh niên Bitlin. Mục tiêu của mình là mình sẽ kiếm tầm 12. Thôi để chắc cố hơn, chắc kiếm tầm 15 đi. Mình sẽ kiếm tầm 15 cái ngọc Ender mang về, và cũng như đi tìm một cái pháo đài địa ngục luôn. Vì mình muốn qua cái thế giới kết thúc càng sớm càng tốt. Nếu mà qua được bên thế giới kết thúc ấy, thì mình có thể đòi lại cái đôi cánh mà giống loài rồng nguyên thủy của mình sở hữu, để có thể bay lượn trên bầu trời. Lúc đó thì đi khám phá mới dễ dàng hơn được. Rồi không chần chờ gì nữa, mình sẽ khởi hành cái chuyến đi này luôn thôi. Ý, lẽ nào? Hình như mình tới pháo đài địa ngục rồi. Mình thấy có gạch Netherite nè. Chính xác là như vậy. À, con quỷ lửa này, người chọc nhầm người rồi. Mình bây giờ là không hề sợ cái con quỷ lửa đó tí tẹo nào luôn á. À mà sẵn tiện có spawner của nó ở đây, mình sẽ ngồi đây để cày một tí que quỷ lửa luôn đi. Wow, đằng kia còn có xương đen nữa kìa. Đợi tàn xíu mấy con xương đen kia. Ui, hình như nó cũng bị nhiễm với lửa của mình. Vậy thì toan rồi, không khè lửa để nướng nó được rồi. Ui, cuối cùng cũng có được một cái que quỷ lửa đầu tiên rồi nè. Ai da, nó rơi tít dưới này lần. Có được một mớ que quỷ lửa rồi. Giờ thì chắc mình sẽ không ở đây nữa đâu, đi qua bên kia hỏi thăm sức khỏe mấy cái anh xương đen coi. Ui giời, không biết dạo này mấy ảnh có khỏe hay không nữa. Sẽ tặng ảnh một quả cầu lửa cũng như là quà gặp mặt đi ha. Để xem. Ủa? Ok. Trời. Hắn ta biến mất trước khi mà quả cầu lửa mình kịp tấn công. Né đòn hay đấy. Không là xác định với mình rồi. Cái tên xương đen nó ranh ma thiệt á chứ. Sao mà đỡ được. Hướng này thì hết đường rồi, thôi mình sẽ ba cô qua đây. Để coi coi trong này nó có rương không. Ui da, trời. Ba cô gì lão rồi. Thấy cái đuổi luôn mà. Rồi mình đã đột nhập vô trong cái pháo đài địa ngục và để xem coi. Ý, có rương liền. Tuyệt vời. Rương đầu tiên là cho mình một ít sắt thôi. À, còn có quỷ lửa đây nữa, đi ra chỗ khác. À, cái rương thứ hai đây. Rương thứ hai thì cho mình giáp ngựa kim cương và bột rồng Elder luôn. Đằng này thì còn có búa địa ngục để mình có thể mang về chuẩn bị chế thuốc rồi nữa nè. Tốt á. Lấy luôn. Leo lên trên này thì mình lại gặp mấy anh người đá ba gian nữa. Mấy ảnh khá là thân thiện luôn á. Ồ, đằng này còn có một cái rương khác nữa. Cái lụm luôn. Hai cái rương. Uầy, nhiều thế. Hết rồi. Nhưng mà nãy giờ không gặp thêm xương đen nhờ. À đây, ra ngoài mới gặp. Giờ thì né hộ một cái. Chuẩn bị tiếp chiêu của ta đi. Tên xương đen kia. Quả cầu rồng nè. Ui, đâu vậy? Ăn một hit mà không sao hết. Giờ thì thử. Ui, xương đen có ngọc Ender. Quay ghê vậy. Này thì cầm ngọc Ender nè. Ồ, có rơi ra không? Không có. Hay tiếc vậy. Ồ, đằng kia có con xương đen mà đội cái nón gì đẹp quá trời cơ. Để mình thiêu đuổi hắn. Lấy cái nón đó mới được. Ui, mấy tên này miễn nhiễm với lửa rồi. Không ổn rồi. Không ổn tí nào. À, mình mạnh nhất là cái khả năng phun lửa, nhưng mà hắn miễn nhiễm là thôi coi như xong mình luôn rồi. Thôi chắc mình sẽ không vui đùa ở đây nữa đâu. Mình sẽ đi tìm mấy tên Bitlin mình trao đổi liền thôi. Ồ, đằng xa xa mình thấy có cái công trình gì kìa. Đúng không? Ồ, chính xác là như vậy. Một công trình khổng lồ luôn. Ui, coi cái mức hoành tráng của nó kìa. Cái này nhìn như một cái đấu trường vậy. Wow. Để mình áp sát mình coi thử coi đây là công trình gì mà bự dữ vậy. Đây, Mình đã đột nhập vô trong rồi. Có vẻ đây là cái cầu thang sắn để đi lên trên nè. Nhưng mà chắc mình sẽ đi khám phá ở tầng dưới trước đi. Coi coi nó có rương gì không. Hành lang cũng rất là to nè. Xịn thì có chứ. Nhưng mà có vẻ ở hành lang phía dưới thì nó không có rương cho mình. Chắc phải đi lên trên xem thử coi như thế nào rồi. Uầy, oách thiệt sự. Rồi đi thang sắn lên trên coi. Có vẻ tầng trên nó sẽ bắt đầu có quái cũng như là vài cái rương cho mình lút á. Mình đoán vậy. Ủa cái gì, con gì mới rớt xuống vậy? Ồ, đằng kia là con quỷ lửa, nhưng mà nó có 4 cái khiên bao quanh kìa. Mình sẽ tấn công trước lấy ưu thế mới được. Ui, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Quả cầu lửa. Ai, 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 nó bắt đầu tấn công. Trời, tấn công trước gì mà không chiếm được ưu thế luôn. Mình sẽ đốt nó. Nhưng mà tiếc quá, nó lại bị nhiễm với lửa rồi. Ui, ui. Nó phun ra cái gì á, mình bị mù lò luôn. Nguy hiểm vậy. Ấy, cái lớp khiên của nó bị nhiễm hoàn toàn với sát thương của mình. À, biết rồi. Mình phải canh lúc mà nó mở cái lớp khiên này ra, mình tấn công nó mới gây được sát thương. Ai, ai, đau quá. Ui, giáp lá cà với con này hơi bị căng nha. Nó xoay xoay như vậy đánh thốn lắm đấy. Mình phải né cái đòn làm mù của nó nữa. À, ui, ui, căng rồi, căng rồi. Như vậy thì không ổn thế nào. Mình phải hồi phục lại mới được. Đây, 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 kỹ năng quả cầu rồng của mình cũng đã hồi lên nè. Mình sẽ tấn công nó lại thêm một lần nữa bằng cái kỹ năng này. Ừ. Ôi, hình như gây được mớ sát thương rồi đó. Nó lại áp sát mình tiếp. Từ từ. Canh mà lúc đó đó, đây là lúc nó sơ hở nè. Tấn công lên. À, né được đòn rồi. Còn một tí nữa thôi. Mình sắp làm được rồi. Cố lên, đây. Nó còn một máu thôi. Một đòn quyết định. Một tí nữa. Đây rồi. Yes. Mình đã hạ được nó. Và nó cho mình một cái được gọi là Burning Ash. Một cái tro khá là đặc biệt luôn. Không biết công dụng của nó là gì nhờ. Nhưng mà mình cứ giữ trước đi. Ở hướng đối diện thì nó cũng có một cái con Iran. Con vừa rồi khó cho mình thì chứ. Mình vẫn sẽ tiếp tục tấn công nó trước để chiếm ưu thế. Ui, nó thấy mình rồi. Kệ nó, mình cứ lùi và thi triển thôi. À, bây giờ mình sẽ thử dùng kỹ năng thứ tư của mình. Đó chính là kỹ năng hình như là giáp rồng thì phải. Ui, sao dẫn sức lâu vậy? Ấy. Kỹ năng này dẫn sức lâu quá. Để mình kiếm cái góc nào đó mình nấp rồi mình dẫn sức mới được. Nó đang dí theo mình kìa. Ở đây chắc nó dí theo không kịp đâu. Vẫn sức lẹ đi. Nó tới bây giờ. Rồi. Mình đã dùng xong kỹ năng này rồi. Để xem coi. Hình như kỹ năng này sẽ tăng giáp cho mình. À, chính xác. Wow, kỹ năng thứ tư của mình sẽ giúp mình tăng giáp nha. Khá là hữu ích trong việc chiến đấu luôn. Mình sẽ khô máu với nó. Mà lúc mà nó xoay thì tốt nhất mình nên chuồn đi. Khi nào nó dừng xoay thì mình mà hẳn áp sát vào. Đấy là cách chiến đấu thông minh. Đấy, đánh nó được 2 hit liền. Rồi, tới công chuyện. Ấy, nó làm mình mù lò mất rồi. Một lần tấn công nữa thôi thì chắc mình sẽ đánh bại được nó đấy. Đây. Yes. Lần này thì từ kinh nghiệm chiến đấu từ trận trước thì mình đã đánh thắng nó một cách dễ dàng hơn rồi. Chắc là cái tro này nó sẽ có một cái công dụng gì đó trong cái tòa tháp đấy. Để mình thử đi lên trên coi. Coi tầng trên nó sẽ có gì nào. Wow. Tầng trên nó có một cái ngọn lửa gì đó ở trung tâm. Wow. Chỗ này người ta xây đẹp ghê luôn á. Có hành lang đồ đàng hoàng này. Được, mình sẽ thử vô trung tâm coi coi đây là cái chỗ gì. Altar of Fire. Ủa, nó có vàng ở dưới nè. Hi. Có vàng thì mình xin. Ui, nhiều vàng là đằng khác. Ấy, đâu ra tầm Bitlin đây vậy? Ồ, 9 khối vàng luôn. Êm. Trời trời trời, Bitlin cưới vẹt. Anh bạn, trao đổi xíu đi anh bạn. Trao đổi xíu nào. Vô vô. Thứ mình cần chỉ là ngọc Ender thôi. Chẳng lẽ bao nhiêu đây vàng của mình mà không đổi được mười mấy cái ngọc Ender sao? Nhỏ lắm mới xảy ra trường hợp đó đấy. Mà cái việc trao đổi đó để tí mình làm đi. Giờ mình sẽ đi lên trên nữa. Tại mình thấy mấy chỗ cao cao hình như nó có cất đồ á, đúng không? À, bên đây thì không có rồi. Còn bên đây có cất đồ gì không? Bên đây cũng không luôn. Ý, có nha. À, nó cất vàng ở tít ở trên cao lận. Ui, còn có thêm một cái quặng mảnh vỡ cổ đại nữa. Được thế nhờ. Vậy thì chắc bên này cũng sẽ có tương tự đây. Chính xác rồi. Tổng cộng là mình sẽ kiếm được cỡ 4 cái quặng mảnh vỡ cổ đại luôn. Mới khởi đầu thôi mà có vẻ mình gặp khá là nhiều may mắn đấy. Thiết nghĩ là cái chỗ này nó sẽ triệu hồi ra được một cái con boss gì đó. Nhưng mà tạm thời thì chắc mình sẽ đánh dấu chỗ này lại thôi. Một cái thời điểm thích hợp mình sẽ trở lại đây với cái công trình này. Giờ thì mình chỉ tập trung là đi tìm Bitlin rồi trao đổi thiệt là nhiều ngọc Ender là chính nè. À, hoặc là mình cũng có thể đi săn Enderman ở dưới địa ngục cũng ok. Mình có phương án thứ hai nha. Nếu mà trao đổi khó ra quá rồi chắc mình đi săn Enderman chắc sẽ nhanh hơn đấy. Đây đây, vừa mới nói gặp Enderman luôn. Để xem. Yêu, không có ngọc Ender rồi. Ơ, mà ở dưới là ai vậy? Pháp sư linh hồn à? Ồ, nhìn ghê vậy. Ui, tên này nguy hiểm. Này thì dám đánh mình hả? Ồ, chính xác rồi, hắn là một cái tên pháp sư linh hồn. Cho mình ngọc lục bảo với cả là bình kinh nghiệm nè. Ôi, cái chỗ vừa rồi mình lại xuất hiện thêm một cái người trao đổi gì đây? Ý, một cái... Ôi, cái con này, con này thì cái con quái vật này, quái vật thạch anh nè. À, mình gặp một cái người trao đổi cho mình Netherite rất là lời nè. Mình chỉ cần có 4 cái mảnh vỡ cổ đại thôi là mình đổi tới 5 cái vụn Netherite lẫn. Lời được một vụn. Đổi liền. Sao mà bỏ lỡ cơ hội có lời này được. Còn đổi gì nữa không? À, hết đổi gì tốt rồi. Phải, mình có Netherite thì chắc mình cũng đổi totem nè. Nhưng mà thôi đi, không có thì để dịp khác mình đổi cũng được. Ủa, mà đằng kia là cái con thuyền gì á? Quay, một con thuyền vàng. Con thuyền chứa vàng. Nó bị chìm một mớ ở dưới nhung nham rồi. Nhưng mà phía trên thì nó vẫn lộ ra những khối vàng kìa. Chà, sao mà bỏ lỡ cơ hội cày vàng này đấy. Xin luôn. Chuyến này giàu. Lại có thêm vàng mang về rồi. Còn có xương đâu nữa. Phía trên cái chỗ quan sát này mình thấy cũng có vàng nữa nè. Lụm nốt luôn. Còn dưới này thì sao? À dạ. Dưới khoang thuyền không biết là có vàng hay không. Để mình xuống mình coi thử. Có luôn nha. Nhiều thiệt. Mà cẩn thận, kẻo vàng bị đốt cháy á. Dưới này nhung nham không à. Rồi, thuốc gì đây? Ui, thuốc kháng lửa không cần đâu. Nhưng mà cái vàng pha thuốc thì chắc mình sẽ cần á. À, hình như cái này nó mô phỏng lại cái con thuyền kết thúc ấy. Mình thấy nó cực kỳ giống con thuyền kết thúc luôn. Nhưng mà đây là phiên bản dưới địa ngục thôi. Wow. Chỉ thiếu ở đây là cái cánh cứng nè. Mà ở đây thì không có. À, nó còn cho mình ngôi sao nữa chứ. Vậy lụm luôn. Nói chung là cũng được. Cũng khá tốt. Bên cạnh đây thì có một cái tòa tháp của mấy cái tên Bitlin hung bạo luôn nè. Thôi lỡ gặp rồi, ghé qua đánh nhau với bọn chúng xíu. Kiếm thêm mấy cái trái tim rồng nè. Đầu tiên là mình sẽ nướng bọn chúng trước rồi đó. Bọn chúng sẽ tấn công mình đó. Nên mình sẽ nướng trước đi. Chiếm ưu thế. Ui da, dạ, nó đánh mình đau phết. Ui, không ổn, mình chảy máu rồi. Nguy hiểm quá. Wow, lại là vụn Netherite. Lụm luôn. Mình không biết là có nên chạy cói ở đây không. Nếu mà ở đây mình cày thì một hồi chắc là sẽ farm được một mớ vụn Netherite á. Nhưng mà như vậy thì hơi là nguy hiểm ấy. Tại vì bọn chúng đánh mình thường là sẽ rất là đau luôn. Nhưng thôi làm liều thôi chứ biết sao giờ. À mà quên, lấy vàng trước đi. Xíu có gì còn chạy kịp. Chúng tôi hồi chạy là không có kịp lấy vàng á. Đây nữa nè. Ui nó xuất hiện tiếp à. Cái con này lần này nó còn đội nón Netherite luôn. Xịn vậy. Ê, tính ra được á ta. Vậy chắc mình sẽ giữ cái spawner này lại đi. Rồi nào mình muốn farm Netherite á, mình chỉ cần qua đây rồi farm thôi. Tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian đi đào Netherite luôn. Mà lại có thêm kinh nghiệm nữa. Quá là lý tưởng. Mình chợt nhớ ra là mình có từng khám phá một cái basin mà ta. Trong đây là có rất nhiều Bitlin luôn. Tha hồ cho mình trao đổi luôn á. Sao mình không ghé vô đây mình trao đổi cho nó tiện. Ủa còn có vàng nữa cơ. Ồ, đã vậy. Ui Gọi lụm có vàng của mình rồi. Trời. Thôi kệ. Ui da, còn thanh niên kia thông minh quá. À không thông minh lắm đâu. Cũng lọt vô rồi. Giờ thì vứt xuống đây cho mấy ảnh đổi đồ cho mình. Đổi nhiệt tình vào nha. Mình sẽ đào một cái chỗ kế bên để có gì mình lượm đồ mà mấy ảnh vứt ra mới được. Coi có cái gì giá trị không. Ở đây còn vàng nữa nè. Đào luôn. Rồi có ngọc Ender chưa. Kìa có ngọc Ender rồi. Vậy đó là thứ mình cần. Tiếp tục đi vàng nè. Tiếp tục lượm mà đổi ra ngọc Ender cho tôi đi. Ồ còn có da nữa. Tốt. Da một xíu về mình làm ba lô luôn. Ôi hết rồi. Ui mấy này đổi nhanh thế. Siêu tốc độ luôn á. Ôi có ngọc lần này. Có ngọc nè. Để coi được bao nhiêu viên ngọc đây. Yeah, mình có được tổng cộng là 13 viên ngọc rồi. Ui có thêm mười mấy viên 17 viên rồi. Lần này đợi có vẻ có lời rồi đấy. Nói chung thì cũng thanh kiều mấy cái thanh niên Bitlin đó. Giờ thì mình gom đồ rồi trở về nhà thôi. Mục tiêu của mình đã hoàn thành. Về nhà thì công việc đầu tiên của mình chắc là sẽ nâng cấp giáp mới được. Chuyến đi này thì mình có khá là nhiều vụn Netherite ấy, nên là mình tính sẽ chế tạo một cái bộ giáp bằng Netherite mặc cho nó tốt luôn. Trước tiên thì mình sẽ cần có một cái bàn rèn trước cái đã. Ôi nhưng mà khoan, vậy là mình cần phải có giáp kim cương full độ bền trước cái đã. Mình thì hết kim cương mất rồi. Oh no. Cái gì đây? Trời. Ô. Zombie tới nhà gõ cửa à. Nguy hiểm vậy. Thôi đi ngủ. Và để phòng trừ trường hợp cái bộ giáp kim cương của mình rách hết á, thì mình sẽ làm tạm một bộ giáp bằng platinum. Mình để sẵn đi. Một xíu giáp hư là mình sẽ thay thế liền. Khổ thiệt á chứ. Đi có một chuyến đi qua địa ngục thôi mà đồ đạc các thứ nó gách tè le hột me hết trơn rồi. Về giáp thì mình đã giải quyết được xong rồi nè. Giờ thì tới thức ăn. Hiện tại thì cù mình không thể nhân giống để lấy thịt rồi. Chắc mình phải có một cái chuyến đi để tìm cù phiên bản thường mới được. Cù mà mình có thể nhân giống một cách thoải mái luôn ấy. Chứ bây giờ mình hết sạch thức ăn rồi đấy. Hơi bị rén luôn. Chắc tạm thời mình sẽ quay trở lại với cái việc là gặm than đỡ đi chứ biết sao giờ. Nhà mình còn nhiều than lắm. Nè. Quá trời quá đất than luôn. Bí lắm nên mình mới ăn than đỡ. Để xíu có thịt thì mình sẽ trở lại ăn thịt sao. À không quên gặm thêm một cái trái tim nữa. Để coi trái tim này mình ăn xong mình sẽ lên được 16 tuổi rồi. Dài. Bự hơn rồi nè. Wow. Gai góc rồi sừng của mình nó bắt đầu dài hơn rồi. Diện mạo của mình bây giờ đã có một chút thay đổi rồi đó. Để mình cởi giáp ra coi. Này. Ngầu thiệt á chứ. Cái này là chưa trưởng thành hoàn toàn đâu nha. Nữa mình trưởng thành hơn mình sẽ còn đẹp hơn nữa. Nhất là khi có cánh ấy. Mình rất là háo hức. Chờ đợi tới cái thời điểm mà mình có lại cái đôi cánh ấy. À quên nữa. Để thuận lợi hơn trong cái việc mình bắt về á, thì mình sẽ chế tạo một vài cái món đồ hỗ trợ mình trong việc bắt cù bò về. Đó chính là những cái quả bóng giống như là quả bóng Pokemon vậy đó. Mình có thể gặp những cái chú cù chú bò đúng không? Xong rồi mình tung quả bóng này. Đó là mình có thể bắt được liền luôn. Rất là đơn giản. Ở trước mặt mình đang có một cái Giống như là cái cối xe gió cả. Ồ, được quá ta. Để mình qua đấy mình xem thử. Ủa, ơi khoan khoan. Đây là, hình như đây là bò. Bò tót hay sao á. Ồ, chính xác rồi. Ê, mình bắt được cá bò cơ. Không biết bò này mình có thể dùng lúa để nhân giống lên được hay không đây. Mình sẽ bắt trước một cặp đi. À, cạnh đây còn có một ngôi làng nữa chứ. Tuyệt vời luôn. À, chính xác rồi. Đúng như mình dự đoán đây là... Ui! 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 Trời! Nông dân cầm đinh ba gượt mình kìa. Rồi, tới số rồi dám gượt rồng là... Mấy cái bác nông dân này sai rồi. Nếm thử hơi thở rồng của mình đi. Tại dí mình đó nha, chứ mình không cố ý đâu á. Ai bảo đuổi mình chi. Người ta thân thiện, người ta ghé thăm vườn thôi mà vậy đó. Này thì cố chấp nè. Lượm cục kẹo luôn. Rồi giờ thì mình sẽ ghé vô đây mình coi coi họ có những gì nào. Ui, rất là nhiều lúa nha. Nông dân chăm chỉ có khác. Ủa, trong đây còn một người nè. À, có Ngọc Lục Bảo nữa. Người này thì thân thiện nè. Mình thích những người thân thiện như vậy. Tiếp tục là Ngọc Lục Bảo. Thử lên trên coi. Ui, trên này có mấy người cầm đinh ba. Ai. Chắc mình phải dùng biện pháp mạnh rồi. Ui, còn có cướp dân làng trong đây nữa. Ui, nông dân mà hợp tác với cướp dân làng luôn. Ồ, mình có vũ khí của họ nè. Nãy giờ cầm cái cây này dí mình chọt mình đúng không? Giờ mình sẽ cầm cây này để mình chọt lại. Trả đũa liền. Broomstick. Cây này giống cái chổi quét rơm vậy. Không biết có phải hay không nữa. Wow, trên này đông nha. Có kiếm sĩ bảo vệ nữa. Ui, chạy nhanh đấy. Này thì chạy với cả nhanh. Ui, chạy nhanh né đòn ghê á. Không đánh trúng được luôn. Ghê thiệt. Rồi, nói chung thì vô đây thì chủ yếu là mình có thêm Ngọc Lục Bảo mang về thôi. À, còn có sách cường hóa nữa. Sửa chữa. Dân làng mà có đồ ngon vậy. Hết rồi. Trời, không ngờ cái cối xe gió này mà dân làng lại có một cái quyển sách sửa chữa cho mình luôn. Quả là có hời. Thôi, giờ thì chắc mình sẽ rời khỏi khu vực này rồi đi tiếp tới ngôi làng thôi. Chạy. Cái thanh niên kia nhanh quá. Ui, hắn dí theo mình luôn. Này thì dám dí mình hả? Mình sẽ phun lửa cho chừa cái tội dí mình nha. Mình sẽ vào làng để mình coi coi. Ui, giận dí nè. Này thì lì. Người ta đã không muốn đuổi theo rồi. Ở đây thì có cái Waystone đó, nên là chắc mình sẽ ghé qua. Mình đặt cái điểm Waystone luôn. Đây là ngôi làng thứ hai. Sao không? Sắp tới muốn dịch chuyển thì mình sẽ thoải mái dịch chuyển luôn. Và xem coi trong làng. Có cái lò nữa. Ôi. Ui, còn có mấy cái người biến ngô nữa. Nguy hiểm thiệt chứ. Mấy cái thanh niên biến ngô đó mình phát giật mình thiệt. Mà bộ giáp của mình sau những trận chiến với mấy bác nông dân đã hư hết rồi. Thay giáp thôi. Ây da. À, tranh thủ lúc này mình sẽ test thử coi bò có thể đẻ được hay không nha. Để bò ra. Rồi, sau đó cho bò ăn lúa. Nào. Chạy đi đâu vậy? Trời đất ơi. Bò chạy mất tiêu rồi. Đẻ đi. Trời ơi, chạy vô giếng núp luôn rồi. Như vậy bò này chắc sẽ giống cừu ở nhà mình đó, là không có đẻ được rồi. Heo. Đúng không? Đây là heo mà. Chính xác. Ê, khoan. Đằng kia là rồng lửa. Ủa, tôi xong rồi, bây giờ mình không có đồ chơi để chơi với rồng rồi. Cung thì không có. Ấy, nó bắn cầu lửa mình. Khô máu luôn. Rồng con đánh với rồng bự nè. Vô, khô máu luôn. Ui da, ui, mà nó cắn mình đau quá. Và cái hơi thở của nó còn gây được sát thương cho mình cơ. Ảo thật đấy. Ấy, Ủa sao kỳ vậy ta? Mình được mình có khả năng miễn nhiễm với lửa mà. Được, mình cũng sẽ phun lửa nó. Người đứng đó đi, ta sẽ tung quả cầu cực mạnh về ngươi nè. Đón nhận lấy. Con rồng chết tiệt. Đồng thời mình cũng sẽ phun lửa nó. Đón nhận ngọn lửa của ta đi. Ê, nó miễn nhiễm với lửa của mình. À, công bằng nằm ở đâu? Nó thì phun lửa mình quá trời thốn luôn. Mình thì không phun lửa nó được. Ây da. Ây, ây, ây. Ủa? Ê, mình đánh nó không lại nhưng mà mình có thể bắt nó được nha. Mình bỏ nó vô cái quả bóng này rồi. Này thì cái dám phun lửa mình hả? Láo toét. Đấy, bây giờ mình chỉ cần đem quả bóng này mình dục vô cái đống lửa là nó sẽ biến mất. Vậy là mình có thể tiêu diệt được rồng một cách rất là nhanh chóng rồi. Mà cách này thì nó không có thuyết phục cho lắm nha. Tạm thời thì mình sẽ vào làng để mình ngồi nấu khoai tây khét một xíu mình ăn cái đã. Tại vì con rồng này nó mạnh quá. Đánh với nó phải có thật là nhiều thức ăn thì mới kịp hồi phục được. Rồi, đồ ăn thức uống cũng có mớ rồi nè. Mình sẽ vận sức trước đi. Tại vì cái kỹ năng tăng giáp của mình á, nó vận sức khá là lâu luôn. Đây, để mình ngồi vận sức nè. Nó mất cỡ 4 tới 5 giây để vận sức ấy. Rồi. Giờ thì mình đã có cái hiệu ứng được gọi là Study King. Ôi, này thì đi kiếm chuyện mình hả? Rồi, ra đi nè anh bạn. Ui da, ui da, con rồng này đó. Các bạn thấy đấy. Hiện tại mình chỉ là sức của rồng con ấy, nên là đánh với một cái con rồng vừa to mà vừa khỏe như này hơi căng thẳng một xíu. Mình phải lợi dụng cái kích thước nhỏ này để mình luồn lách và tấn công nó thôi. Chứ đánh giáp lá cà là chắc chắn không lại luôn. Phun lửa thì không xi nhê nó. Nó đang đứng ở trên để mình dùng kỹ năng quả cầu lửa của mình bắn nó. Đó. Thốn chứ cưng. Ui. Nhưng mà nó phun lửa mình cũng thốn quá. Ủa, nó chết hả? À đâu, nó còn sống mà. Ý. Đánh người nè. Ấy, nó chết rồi. Yay. Nhỏ mà có vỏ là đây chứ đâu. Mình phải lợi dụng cái kích thước nhỏ này để mình núp dưới hang để tánh nó mới được. Wow, mà các bạn cũng thấy rồi đấy. Sức rồng con thì không thể nào đương đầu với một cái con rồng lửa hoang dã như vậy đâu. Nhưng mà may quá, mình đã dùng mưu mẹo để mình đánh bại nó rồi. Bây giờ thì có thể thoải mái lút xác của nó, mang về làm chiến lợi phẩm thôi. Xem nào, con rồng đầu tiên mình đánh bại sẽ cho mình bao nhiêu vảy rồng? Trời ơi, nó cho có 6 vảy rồng mà. Nó hình như cũng là con rồng con với mình thôi. Hai con rồng con đánh nhau nhưng mà chỉ khác về kích thước ha. Hy vọng là mình sẽ sớm mau lớn đi. Rồi mình sẽ có thể đương đầu 1-1 với mấy con rồng đó. Chứ không có núp như vậy nữa. Mà được cái thì nó cũng cho mình mấy cái xương rồng nè. Giúp mình sau này có thể nâng cấp vũ khí tốt hơn đấy. Dọc đường đi mình còn gặp Enderman nữa này. Lượm cục kẹo nó thôi. Kiếm thêm ngọc Ender. Ủa nó đâu rồi? Ê. Nó tốc biến à. Nhanh thiệt chứ. Có không? Ui không có ngọc Ender. Ô. Ở trong cánh rừng này hình như có cái đàn khỉ hay đàn tinh tinh gì nè. Ui. Leo cây các thứ đồ chuyên nghiệp lắm luôn. Ồ, kê. Dễ thương ta. Thôi mình sẽ không quấy rầy cái đàn khỉ đàn tinh tinh này đâu. Hình như mấy nhóc đó sợ mình hay sao á. Sao chuyến đi này mình vẫn không có tìm được cù với bò của Minecraft thường rồi. Sao lại khó thế vậy nhờ. Thôi trong lúc này thì mình sẽ tranh thủ làm một cái ba lô đi. Để kẻo mình lại quên nữa. Đầu tiên là cần có một cái rương. Rồi sau đó ấn theo công thức này là có thể làm được một cái ba lô bé bé xinh xinh rồi. Mình sẽ có thêm một chút cái diện tích đấy. Rồi từ từ mình sẽ nâng cấp ba lô này lên xịn hơn để có thể chứa được nhiều đồ trong những chuyến khám phá của mình. Nhưng mà nói chung hôm nay cũng khá là thành công với mình rồi vì mình đã chính thức hạ được một cái con rồng bự hơn mình trong ngày đầu tiên gặp mặt luôn. Đồng thời thì mình cũng tìm được một mớ ngọc Ender để phục vụ vào công việc sắp tới của mình. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình tìm kiếm lại chính cái sức mạnh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.